Hello mọi người, trên tay Thư đang cầm một chai xịt khoáng tế bào gốc Mioskin 5 in 1. Và nghe nói sản phẩm này thì đang rất là hot trên thị trường luôn. Và Thư mới vừa được gửi tặng, cho nên là ngày hôm nay quyết định là điểm qua sơ một cái số công dụng của em này, cũng như là sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn nha. Sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên và duy nhất có áp dụng bởi công nghệ tế bào nhỏ vào xịt khoáng. Điều thứ hai thì sản phẩm này chứa rất là nhiều tinh chất quý hiếm, ví dụ như là tế bào gốc nè, DNA cá hồi, những cái tế bào thực vật ví dụ như là thảo xanh, Sika. Thì cái thành phần trên thì áp dụng bởi những công nghệ Hàn Quốc và đều có mặt trong các dịch vụ lăng kim tại Hàn Quốc để giúp da trắng sáng và mịn màng ở các thẩm mỹ viện lớn. Sản phẩm bảo vệ da một cách hoàn hảo, làm cho da trắng sáng và căng bóng tự nhiên, cải thiện và tái tạo da sau khi mà bị hư tổn do nạo mụn nè. Rồi ngoài ra còn phục hồi da mỏng yếu trong quá trình mà sử dụng những sản phẩm mà kém chất lượng. Đồng thời thì cũng nâng cơ và chống lão hóa da. Và đặc biệt sản phẩm thì có các thành phần dưỡng da, cho nên là rất là phù hợp cho những ai mà bận rộn. Rồi ok, thì bây giờ Thư sẽ chỉ và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng sản phẩm nha. Thì sản phẩm này thì sẽ có hai cách sử dụng, đó chính là mọi người có thể sử dụng để tách ẩm cho da hoặc là để làm dưỡng ẩm da nha. Thì đầu tiên Thư sẽ hướng dẫn cho mọi người cách là sử dụng để dưỡng ẩm ha. Rồi trước khi sử dụng thì mọi người vui lòng là rửa sạch tay trước khi sử dụng và để chai xịt tầm khoảng là 20 cm cho đến là 30 cm nha. Rồi đầu xịt thì hướng lên như thế này. Có 3 chỗ mà mọi người cần xịt, đó chính là mặt, cổ và vùng sau gáy nha. Rồi sau đó rồi dùng tay thoa đều là ok rồi ha. Rồi bây giờ cùng xịt nha. Đó, sau khi xịt thì sản phẩm đã nằm trên da rồi, bây giờ mình chỉ cần lấy tay thoa ra thôi. Rất là mát và cực kỳ thơm, cái mùi nó rất là dễ chịu nha. Và có cách thứ hai, đó chính là mọi người dùng để dưỡng da, đó chính là xịt vào tay tầm khoảng là 2 lần xịt, sau đó cứ việc sử dụng như kem dưỡng ẩm hoặc là kem dưỡng da thông thường, thoa đều lên mặt và vỗ nhẹ massage trên mặt là đã ok rồi ha. Rồi chia sẻ của Thư đến đây là hết, hy vọng mọi người nhanh tay sở hữu một cái chai xịt khoáng như thế này, rất là tiện lợi luôn nha. Rồi, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo.